dân tình choáng với sức mạnh tẩy chay ở K-Biz, Việt Nam đang tiếp bước. Mới đây, đạo diễn của phim Gái già lắm chiêu chia sẻ quan điểm về sự kiện Hương Giang bị tẩy chay. Đây cũng là câu chuyện dễ thấy ở showbiz Hàn. Khi hoạt động trong giới giải trí, chỉ vài phát ngôn vạ miệng cũng đủ làm công chúng có cái nhìn khác hẳn về sao. Đặc biệt, các quan điểm hay hành động không đúng mực của người nổi tiếng lại càng là lý do làm netizen không vừa lòng. Một minh chứng cụ thể cho điều này là việc Hoa hậu Hương Giang bị tẩy chay trong những ngày gần đây. Đạo diễn phim Gái già lắm chiêu cũng đưa quan điểm. Lần đầu tiên trong lịch sử showbiz Việt Nam cho thấy thật sự có sức mạnh tẩy chay giống K-Biz. Quả thật, điều này được cho là khá dễ thấy ở nền giải trí phát triển như Hàn Quốc. Loạt sao Hàn Quốc từng lao đầu vì trái ý netizen. Từ trước tới giờ, giới giải trí Hàn Quốc vốn vô cùng khắc nghiệt với người nghệ sĩ. Chính bởi vậy, những ngôi sao đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp cũng lao dốc không phanh vì bê bối. Vụ rùm beng liên quan tới nữ idol vạn người mê Park Bom, cựu thành viên To Anyone, chắc chắn vẫn khắc sâu trong trí nhớ nhiều người. Người đẹp này từng bị tố là sa đọa. Mặc cho lời phân trần của nữ idol rằng mọi thứ chỉ là chữa bệnh, công chúng Hàn vẫn khó chấp nhận điều này. Câu chuyện này khiến Park Bom bị chứng lại sự nghiệp của mình dù vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Sau này, cô có trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mẻ nhưng vẫn không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Suli cũng là cái tên từng khiến netizen phát hỏa và bị chỉ trích nặng nề. Theo như cư dân mạng, cô cũng theo đuổi phong cách khá táo bạo, không phù hợp với hình ảnh của công ty chủ quản và bị chê bai với những lời lẽ khó nghe. Mối tình của Suli với nghệ sĩ lớn hơn 14 tuổi, trời ra cũng không vừa mắt khán giả. Và rồi người đẹp ra đi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất. Lee Kwang Soo cũng từng bị cư dân mạng Hàn Quốc tẩy chay khi anh gọi Hee Chung AOA với từ ngữ được cho rằng có ý chuyên đào mỏ người khác. Sau phát ngôn này, có tới 1.600 chữ ký được gửi đến nơi tổng thống làm việc, kiến nghị không cho anh tiếp tục hoạt động trong giới giải trí Hàn nữa. Làn sóng tẩy chay đã xuất hiện ở Việt Nam. Xoay quanh vấn đề Hương Giang bị công chúng lên án, mới đây, đạo diễn Gái già lắm chiêu, anh Trần Nguyễn Bảo Nhân cũng nói lên suy nghĩ của mình. Trên trang Facebook cá nhân, anh đăng tải bài chia sẻ khá dài về điều này và nhanh chóng nhận được phản hồi từ công chúng. Với góc nhìn của Bảo Nhân, hiện tại đã có người nổi tiếng phải dừng hoạt động vì bị khán giả, đối tác quay lưng. Vì vậy, nên nghệ sĩ mới phải cẩn trọng hơn với phát ngôn và cân nhắc sự xuất hiện của họ ở các game show. Có thể thấy, sự chỉ trích và phẫn nộ của công chúng dần biến thành sự quay lưng với người nổi tiếng. Trước đó, Hương Giang bị nhiều người chỉ trích là nói đạo lý, dạy đời trên truyền hình. Sau thông tin ấy, người đẹp đã thẳng thừng đối đầu với các nhóm anti-fan đông đảo trên mạng xã hội, nhưng ngày càng thiệt hại hơn. Cuối cùng, nàng hậu đã phải viết tâm thư xin lỗi công chúng để kết thúc scandal kéo dài nhiều ngày này. Sau vụ lùm xùm, Hương Giang không những khiến netizen phẫn nộ hơn mà còn bị cắt nhiều hợp đồng làm việc, ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và tên tuổi. Với những phát ngôn và cách hành xử trái quan điểm của khán giả, nhiều người nhận về những cái kết không mấy khả quan, chúng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp, thành danh của các sao và những rắc rối đã diễn ra mãi mãi không rút lại được. Các bạn có nghĩ như thế không? Đừng quên like, share, bấm nút subscribe cho kênh Mê K-pop nhé!